Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 bộ sách Unit Smart World trên trang web olm.vn. Ở bài học trước, các con đã được học rất nhiều kiến thức liên quan đến từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Các con hãy làm bài tập sau để củng cố lại các kiến thức đó nhé. Thầy khen các con đã rất nhớ bài. Chúng mình cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Unit 10. Cities around the world. Lesson 2. Các từ vựng mới đang chờ đón các con trong phần đầu tiên, từ vựng. Vocabulary. Trên màn hình thầy có 3 địa điểm sau. Địa điểm đầu tiên, amusement park, công viên giải trí. Địa điểm tiếp theo, shopping mall, trung tâm thương mại. Và địa điểm cuối cùng, building. Đây là những nơi các con thường thấy khi nhắc tới những thành phố lớn, đúng không nào? Vậy khi tới những địa điểm này, con sẽ có những tính từ nào để miêu tả chúng? Chắc chắn rằng sự mới mẻ của những trò chơi hay sự tiện lợi thông minh của các trung tâm thương mại và tổ hợp văn phòng sẽ khiến con cảm thấy những nơi này thật hiện đại. Modern. Một cảm giác mà các con sẽ thường xuyên gặp khi tới những nơi như khu vui chơi giải trí hay trung tâm mua sắm, đó chính là sự đông đúc. Crowded. Với những bạn không thích những nơi đông người, các con có thể tìm tới nơi yên tĩnh để sinh hoạt, làm việc cũng như thư giãn, nghỉ ngơi. Peaceful. Peaceful còn một nghĩa nữa, đó chính là trạng thái hòa bình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự đông đúc đi kèm với những tiếng nói, tiếng hò reo hay những tiếng nhạc to sẽ khiến bạn ấy cảm thấy thật sự ồn ào. Noisy. Amusement park. Shopping mall. Building. Modern. Crowded. Peaceful. Noisy. Vậy, khi các con muốn so sánh giữa các thành phố trên thế giới với nhau, con sẽ so sánh dựa trên những tiêu chí nào? Thầy có 2 nơi, một nơi thì bẩn thỉu, rác thải bừa bãi, côn trùng bay khắp nơi, và một nơi mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Nếu để chọn một nơi cho các con sinh sống và làm việc, con sẽ chọn nơi nào? À, chúng mình sẽ chọn những nơi sạch sẽ, đúng không? Vậy, thầy có tính từ sạch sẽ là clean. Ngược lại, những nơi mà môi trường bị ô nhiễm, chúng ta sẽ có tính từ polluted. Cùng một loại hàng hóa như nhau, nhưng ở các thành phố, đất nước khác nhau, thì giá cả của chúng cũng có thể khác nhau đấy. Quan sát vào 2 giỏ hoa quả này. Nếu là con sẽ mua giỏ hoa quả nào nhỉ? Thầy chắc sẽ rất nhiều bạn chọn giỏ có giá $1, đúng không? Vì giỏ này có giá thành rẻ hơn so với giỏ kia. Cheap. Và tất nhiên, giỏ $100 sẽ là giỏ đắt hơn. Expensive. Ngoài ra, các con có thể so sánh về khí hậu, môi trường của các đất nước thông qua nhiệt độ. Temperature. Cuối cùng, nếu con đến một nơi mà nơi đó có rất nhiều người dân sinh sống, chúng ta sẽ có tính từ populated. Các con hãy cùng nhắc lại các từ vựng vừa rồi nhé. Clean. Polluted. Cheap. Expensive. Temperature. Populated. Để nắm vững hơn các từ vựng này, chúng mình hãy làm bài tập nhanh sau đây. Con hãy ghép các từ sau để tạo thành các cặp từ trái nghĩa. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Đáp án chính là thầy cho mình cùng chuyển sang phần tiếp theo trong bài học này, phần ngữ pháp. Grammar. Trong phần học này, chúng ta sẽ đi học về dạng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ. Comparative and superlative adjectives. Phần học hôm nay được chia ra làm 4 phần. Đầu tiên, các con sẽ cùng thầy đi phân loại các tính từ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cũng như cấu trúc của so sánh hơn và so sánh nhất đối với tính từ. Cuối cùng là các lưu ý quan trọng. Hãy cùng thầy đi vào phần đầu tiên, Adjectives Classification, phân loại tính từ. Trước khi chúng ta học về các dạng so sánh với tính từ thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai khái niệm về tính từ ngắn và tính từ dài trong tiếng Anh. Tính từ ngắn là những tính từ có một âm tiết hoặc tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng đuôi y. Thay ví dụ như từ tall hay là thick. Đây là những tính từ có một âm tiết, hay là happy và funny là tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng đuôi y. Còn tính từ dài là tính từ có từ hai âm tiết trở lên, more than two syllables. Thầy ví dụ như từ useful, có ích, intelligent, thông minh, beautiful, xinh đẹp, hay là gorgeous, lộng lẫy. Sau khi đã biết thế nào là tính từ ngắn và tính từ dài rồi, chúng mình sẽ tiếp tục bài học với phần thứ hai, comparative adjectives, so sánh hơn với tính từ. Vậy theo các con, so sánh hơn sẽ được dùng để làm gì nhỉ? À đúng rồi, chính tên gọi của nó cũng đã là một gợi ý cho các con. So sánh hơn sẽ được dùng để so sánh giữa hai người, hai sự vật, hai sự việc hay hai hiện tượng mang tính chất tương đương với nhau. Từ cách sử dụng này, chúng ta có cấu trúc của so sánh hơn. Thầy chia làm hai công thức. Đầu tiên, công thức số 1 với tính từ ngắn. Chúng ta có chủ ngữ cộng động từ to be, cộng tính từ ngắn thêm đuôi er và đằng sau, cộng than, cộng với tân ngữ. Tân ngữ ở đây có thể là một danh từ hoặc là một đại từ. Thầy có ví dụ cho cấu trúc này như sau. My house is larger than hers. Nhà của tôi rộng hơn nhà cô ấy. Các con thấy tính từ so sánh của thầy ở đây là large. Khi sang dạng so sánh hơn, thầy sẽ chuyển thành larger. Và với hai chủ ngữ tương đương nhau, đó chính là my house và hers. Hers ở đây chính là viết tắt cho her house. Thì thầy có câu so sánh hơn như trên. Tương tự với tính từ ngắn, thầy có công thức số 2 với tính từ dài. Thầy có chủ ngữ cộng to be, cộng với more, cộng tính từ dài, cộng than và tân ngữ ở đằng sau. Các con lưu ý, so sánh hơn với tính từ dài, chúng ta sẽ luôn cần từ more ở đằng trước tính từ. Và khi đã có more rồi thì tính từ đằng sau, các con sẽ không thêm đuôi er vào đằng sau nữa. Ví dụ cho cấu trúc này, thầy có câu This problem is more difficult than that one. Vấn đề này khó hơn vấn đề kia. Tính từ difficult là một tính từ dài. Thầy thêm more vào trước difficult. Lúc này chúng ta sẽ không thêm đuôi er vào đằng sau tính từ nữa. Để nắm chắc hơn công thức so sánh hơn, các con hãy làm các bài tập sau đây. Các con đã làm rất tốt. Bây giờ thì các con đã biết cách so sánh hơn giữa hai chủ thể tương đương với nhau rồi đúng không nào? Vậy còn so sánh một người hay một vật với một nhóm người hoặc một nhóm đồ vật khác thì sẽ như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi phần tiếp theo của bài học nhé! Thầy và các con sẽ cùng tìm hiểu phần số 3, đó chính là so sánh nhất đối với tính từ, superlative adjectives. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu với cách sử dụng. Với dạng so sánh nhất, các con nhớ nó sẽ được dùng để miêu tả một người hoặc một vật có đặc điểm nổi trội hơn cả so với tất cả những người hoặc đồ vật khác trong nhóm. Và chúng ta sẽ thường dùng so sánh nhất với 3 vật trở lên. Đối với dạng so sánh này, con sẽ luôn sử dụng mạo từ the đứng trước tính từ so sánh nhất. Từ cách sử dụng này, chúng ta có công thức của câu so sánh nhất với tính từ. Thầy tiếp tục chia ra làm hai công thức với tính từ ngắn và tính từ dài. Công thức số 1, đối với tính từ ngắn, thầy có chủ ngữ cộng to be, cộng với mạo từ the, cộng với tính từ ngắn thêm đuôi est, cộng với tân ngữ. Tân ngữ có thể là một danh từ hoặc một đại từ. Ví dụ cho cấu trúc này là This is the smallest box I've ever seen. Đây là chiếc hộp nhỏ nhất mà tôi từng thấy. Trong rất nhiều chiếc hộp mà tôi đã thấy thì chiếc hộp này là chiếc hộp nhỏ nhất. Tính từ ngắn trong câu này là small. Khi chuyển sang dạng so sánh nhất, thầy có từ the smallest. Tiếp tục, công thức số 2 là công thức so sánh nhất với tính từ dài. Thầy có chủ ngữ cộng to be cộng với the most cộng với tính từ cộng với tân ngữ ở đằng sau. Ví dụ cho tính từ dài, thầy có câu She is the most beautiful girl in the class. Cô ấy là bạn gái xinh đẹp nhất lớp. Trong lớp có rất nhiều bạn nữ thì cô ấy là bạn nữ xinh nhất. Tính từ dài của thầy ở đây là beautiful. Vậy thầy thêm the most đứng trước beautiful. Và tính từ của chúng ta lúc này sẽ không thêm đuôi est nữa bởi vì đã có the most ở đằng trước rồi.